Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Quý vị, trong bối cảnh các nhà băng tại Trung Quốc đang phải đau đầu với các khoản nợ xấu khổng lồ, thì tòa án nước này mới đây đã thử tiến hành một cách làm mới hoàn toàn với kỳ vọng sẽ sớm thu hồi những khoản nợ khó đòi. Tăng trưởng kinh tế trong nước chậm tốc khiến cho bức tranh nợ xấu tại Trung Quốc càng trở nên ảm đạm. Thống kê cho thấy tính đến cuối tháng 5 năm 2016, nợ xấu tại các nhà băng Trung Quốc đã lên đến gần 300 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn thống kê này rất nhiều. Để đối phó với tình trạng này, một số tòa án của Trung Quốc đã đưa ra giải pháp mới nhằm buộc các đối tượng trong danh sách nợ khó đòi nhanh chóng thanh toán các khoản nợ ngân hàng. Từ cuối tuần trước, ga xe lửa Thượng Hải Trung Quốc gây sự chú ý của nhiều hành khách khi liên tiếp cho trình chiếu hình ảnh và thông tin cá nhân của các cá nhân và người đứng đầu các tổ chức trong danh sách nợ xấu của các nhà băng trên các màn hình trong nhà ga để dư luận đều có thể nhìn thấy. Nhiều người hoan nghênh giải pháp này của cơ quan chức năng, nhưng không ít trong số đó cũng bày tỏ quan ngại liên quan đến sự xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi cho rằng đây là cách tốt bởi vì tôi nghĩ những đối tượng này là người xấu. Việc công bố hình ảnh và những thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ chẳng khác nào sự xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Mặc dù tôi hiểu đây là một giải pháp tối ưu cho cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề hiện nay, do đó tôi vẫn chờ đợi những cách làm tốt hơn thay vì phơi bày thông tin cá nhân của người khác như thế này. Giới chức Trung Quốc sẽ tiến hành rộng khắp phương pháp mới này để giải quyết vấn đề nợ xấu thông qua hiệu ứng cộng đồng. Những cách thức truyền thống như đóng băng, tịch thu tài sản hay công bố thông tin của các đối tượng vay nợ trên các phương tiện truyền thông như là báo đài đều chưa mang đến hiệu quả tối ưu. Một chiếc xe buýt du lịch tại đảo Đài Loan đã gặp tai nạn trên đường cao tốc khi di chuyển về sân bay đã khiến toàn bộ 26 người trên xe thiệt mạng. Trong đó có 24 hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, còn lại là tài xế và hướng dẫn viên du lịch cũng không thoát khỏi số phận này. Tôi vừa nói chuyện với một cảnh sát, người đã cho biết có một đám cháy nhỏ ở bộ phận trước xe, nhưng hiện tại phải đợi thông tin từ đội cứu hỏa mới biết chi tiết cụ thể được. Hiện tại, nguyên nhân hỏa hoạn trên chiếc xe buýt gặp nạn vẫn chưa được làm rõ. Đảo Đài Loan là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách đến từ đại lục. Đây cũng là nguồn thu du lịch chính của Đài Loan. Tuy nhiên, tai nạn thảm khốc này cũng không phải là điều hiếm hoi tại đây. Mặc dù trong thời gian qua, Trung Quốc siết chặt rất nhiều những hoạt động du lịch đến đảo Đài Loan, nhưng lượng khách du lịch vẫn tăng lên ngùn ngụt. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang bàn phương án với chính quyền Đài Loan để đưa người thân của nạn nhân đến đảo. Được biết, nhóm khách du lịch này đang trên đường đến sân bay Đào Viên để trở về đại lục thì tai nạn thương tâm đã xảy ra. Cùng với Mỹ trong động thái kiện Bắc Kinh tại WTO, Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thô của Trung Quốc. Sau những động thái hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thô của Trung Quốc vào năm 2012 và 2014, Ủy ban châu Âu EC cho biết lệnh cấm nhập khẩu lần này tập trung vào đồng, chì, chrome, magie. Trung Quốc hiện đang bị áp đặt một loạt các lệnh hạn chế xuất khẩu, bao gồm về thuế và hạn ngạch xuất khẩu. Việc này sẽ hạn chế các sản phẩm thô của Trung Quốc tiếp cận được với thị trường bên ngoài Trung Quốc. Động thái này của EU được coi là theo gót Mỹ, khi hồi tuần trước, Mỹ cũng đã áp đặt một lệnh cấm tương tự, cho rằng Trung Quốc đã vi phạm các cam kết với WTO và cho phép các công ty Trung Quốc cạnh tranh không công bằng. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Nhằm giúp các ngân hàng đạt chuẩn Basel III, chính phủ Ấn Độ đã quyết định bơm gần 230 tỷ rupee, tương đương 3,4 tỷ đô la Mỹ tăng vốn cho 13 ngân hàng quốc doanh. Bộ Tài chính Ấn Độ vừa phát đi thông báo hôm 19 tháng 7 cho biết sẽ bơm gần 230 tỷ rupee cho 13 ngân hàng quốc doanh, trong đó có State Bank of India, Indian Overseas Bank, v.v. Đợt bơm vốn này sẽ gia tăng lượng cổ phần mà nhà nước nắm giữ tại 13 ngân hàng này. Trước mắt, 75% lượng vốn sẽ được bơm trực tiếp theo hạn ngạch cho từng ngân hàng, sau đó tùy vào năng lực của mỗi ngân hàng mà có sự bổ sung vốn. Niên độ tài chính trước, chính phủ Ấn Độ đã bơm 250 tỷ rupee cho các ngân hàng quốc doanh với mục tiêu tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho các ngân hàng, giảm thiểu rủi ro cho ngành ngân hàng và đảm bảo đà tăng trưởng tín dụng bền vững. Sau thông tin này, cổ phiếu của các ngân hàng được chính phủ Ấn Độ hỗ trợ tăng giá trên thị trường chứng khoán. Tính đến 31 tháng 3, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các doanh nghiệp quốc doanh Ấn Độ ở mức 11,6%, thấp hơn mức trung bình 13,2% của toàn ngành ngân hàng. Vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý của châu Á. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục với phần tin tức trong nước. Tập đoàn Central Group, đơn vị mua lại Bixi tại Việt Nam, bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn này thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tụ trường sớm cho năm học mới.